mảng mobile khỏi Việt Nam. Thông tin tại cuộc họp công bố chiến lược cho năm tài chính 2020 hôm 21 tháng 5 được nhiều phương tiện truyền thông của Việt Nam đăng tải cho biết Sony đã quyết định thu hẹp một số thị trường có mức doanh số không khả quan như Ấn Độ, Australia, Canada, Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Việt Nam. Theo đó, Sony cho biết hãng mong muốn mảng di động sẽ có lãi vào năm 2020, thông qua việc giảm chi phí hoạt động còn một nửa so với năm 2017 hãng điện tử của Nhật Bản cũng tính toán mảng di động sẽ làm việc chặt chẽ hơn với các bộ phận còn lại trong mảng điện tử của Sony như máy ảnh, âm thanh, hình ảnh để đem đến những chiếc smartphone hấp dẫn hơn, ví dụ như chiếc Xperia 1 mà Sony ra mắt gần đây. Do đó, Sony sẽ thu hẹp đáng kể thị trường của mình và chỉ tập trung vào một số thị trường nhất định, bao gồm thị trường quê nhà Nhật Bản, châu Âu, Đài Loan và Hồng Kông. Đối với việc ngừng tập trung vào nhiều thị trường không đem lại hiệu quả cho hãng, mà theo biểu đồ Sony đưa ra, vùng màu đỏ đậm, non, Focus and Focus regions sẽ là những nơi mà Sony giảm sự tập trung hoặc rút hoàn toàn mảng kinh doanh smartphone của mình. Qua biểu đồ có thể thấy rất nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia nằm trong danh sách này như Ấn Độ, Australia, Canada, Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trước thông tin sẽ chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam đối với mảng điện thoại di động, chiều ngày 23 tháng 5, đại diện của Sony Việt Nam cho VN Economy biết, Sony đang thu hẹp hoạt động kinh doanh Xperia tại Việt Nam như một phần trong chiến lược khu vực của tập đoàn. Ở thời điểm hiện tại, Sony không có kế hoạch rút khỏi mảng di động tại Việt Nam. Có lẽ có một sự nhầm lẫn nào đó vì thực tế lãnh đạo tập đoàn Sony cũng chỉ cho biết sẽ thu hẹp hoạt động kinh doanh smartphone Xperia tại Việt Nam chứ không nói rút khỏi thị trường này. Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình thị trường và sẽ chia sẻ khi có thông tin mới trong thời gian tới, vị đại diện Sony Việt Nam cho biết. Mặc dù khẳng định vậy song trên thực tế, từ cuối năm 2018, mảng điện thoại di động của hãng tại thị trường Việt Nam được nhìn nhận đã bị thu hẹp bởi hàng loạt cửa hàng hạ giá và xả hàng tồn điện thoại Xperia, Sony Center thậm chí áp dụng mức giảm lên tới gần 10 triệu đồng với những mẫu cao cấp như Xperia XZ2, Xperia Premium. Và đến giữa 2019, thương hiệu Sony không còn nằm trong danh mục điện thoại trên hai hệ thống bán lẻ thiết bị di động có thị phần lớn nhất ở Việt Nam. Ngoài ra, Tại nhiều cửa hàng khác ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, smartphone Xperia cũng không còn được bán như năm ngoái. Thậm chí, trên trang bán hàng trực tuyến Sony Center, danh mục điện thoại cũng biến mất, chỉ còn các sản phẩm khác như máy game PlayStation, tai nghe, loa di động, TV, máy ảnh. Đây không phải lần đầu tiên Sony Việt Nam phủ nhận việc rút khỏi thị trường Việt Nam đối với mảng điện thoại di động. Tháng 9 năm 2018, Sony Việt Nam cũng phủ nhận thông tin đồn đoán rời bỏ thị trường. Khi đó, Hãng này khẳng định không có kế hoạch rút khỏi thị trường smartphone Việt Nam ở thời điểm hiện tại và cho biết sẽ thông tin về kế hoạch đối với sản phẩm Xperia XZ3 vào thời gian tới. Ở thời điểm đó, việc đồn đoán Sony dừng kinh doanh điện thoại tại thị trường Việt Nam bởi đầu tháng 9 năm 2018, hầu hết các hệ thống bán lẻ lớn nhỏ như Thế Giới Động, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile đều công bố giảm giá đối với hàng loạt sản phẩm điện thoại của Sony, cả dòng cao cấp và phổ thông.